Tình hình là bé vừa bú xong cái bình, nhà mẹ không có rút ra được ạ. Mà bé thì đang ngủ, không lấy ra được mà nó cứ ngậm xong rồi nó mút mút thôi. Không rút ra được tí gì cả. Không cần dùng tay, mẹ không dùng tay, Phong không dùng tay. Ngậm mỗi trên mồm. Ngậm rất chặt. Ừ. Nhả ra đi con. Hết sữa rồi con đâu. Bắt đầu nhả ra từ từ đây này. Rồi, rơi.